cái chuyến đi lần đầu tiên của hội VinFast Lux Owner cùng với nhau và với một số lượng xe đông đảo như thế này. Ba là vẫn hồn thức và hồ hộp sáng nay dậy sớm để ra đây để tham dự cùng đoàn. Anh em là rất là đoàn kết. Chúng tôi sẽ tăng cái sự kết nối của các thành viên trong nhóm VinFast Lux Owner và hy vọng mọi người sẽ có một thời gian rất là tốt đẹp trong chuyến đi này. VinFast Lux Owner. Mọi người bắt đầu xếp xe vào đội hình đi ạ.